người đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm chê Philip Nguyễn. Ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản vào tối ngày 14 tháng 1, ông Grusin Andrei, người đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm, đã khiến cho cộng đồng mạng phải xôn xao với bài viết chê năng lực chuyên môn của thủ môn Philip Nguyễn. Bài viết như sau: "Tôi đã xem trận đấu, xin phép được nêu ra một số quan điểm cá nhân trên cương vị là chuyên gia. Tôi nghĩ là tôi đủ tư cách để được gọi là chuyên gia bóng đá sau những gì tôi đã làm cho bóng đá thế giới nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Chẳng hạn như việc bán được cầu thủ Việt ra nước ngoài với mức chuyển nhượng kỷ lục, mức giá mà chưa một ai trong lịch sử bóng đá Việt làm được. Thôi quay lại với chủ đề chính. Tôi thực sự thích trận hôm nay và tôi nghĩ rằng nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng vậy. Chúng ta lần đầu tiên trong lịch sử ghi bàn vào lưới Nhật tận 2 bàn, tuy nhiên lại để thủng lưới đến tận 4 trái. Theo tôi, nếu thủ môn có thể giúp đội bóng thì với thế trận kia, chúng ta thậm chí có thể cầm hòa Nhật Bản. Vấn đề là Philip hoàn toàn không giúp được câu lạc bộ của mình cho các bàn thua cũng như không cứu được đội tuyển quốc gia trong trận đầu ra mắt này. Những gì ảnh thể hiện ở trận này hoàn toàn không khớp với những lời tung hô trước trận của phóng viên, nhà báo. Cầu thủ tệ nhất trận đấu. À, mà tôi rất sành sỏi về nghệ thuật bắt gôn nha. Gần đây khi mà ta đối đầu với Nhật ở vòng 1/4, người gác đền lúc đó, tôi sẽ không nhắc tên, đã cứu toàn đội, đã ngăn cản những bàn thua trông thấy và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận. Còn trận đấu hôm nay, không có ai cứu được đội bóng hết, thật đáng buồn và thất vọng. Tôi thực sự yêu đất nước và con người Việt Nam. Tôi cũng rất yêu và là người hâm mộ bóng đá Việt nói chung và đội tuyển quốc gia nói riêng. Cũng giống như bao người hâm mộ khác, tôi yêu đội tuyển bằng cả trái tim và luôn muốn đội chiến thắng mọi đối thủ. Tất nhiên tôi sẽ rất vui nếu thân chủ của tôi được thi đấu và cống hiến cho nước nhà. Còn nếu vắng mặt hay không được chơi cho đội tuyển vì một lý do nào đó thì không sao. Bởi lợi ích quốc gia và đội tuyển luôn phải được đặt lên trên hết. Không muốn nói cũng phải nói, không muốn nhắc cũng phải nhắc. Theo ý kiến của tôi, dưới góc độ của một chuyên gia, thì Philip Nguyễn hôm nay chính là mắt xích yếu nhất trong bộ máy. Nhân đây, tôi cũng xin được gửi lời tới một số người được trả tiền để đánh bóng tên tuổi của Philip Nguyễn. Tôi đã đọc bài viết của các bạn và tôi thấy buồn cười lẫn buồn ngủ. Nếu có thủ thành thực sự ở trận này thì chắc chắn sẽ không để thủng lưới tới tận 4 quả. Tất cả ý kiến trên đều là ý kiến cá nhân của tôi. Bài viết của Andrei Gusin, người đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm, thực sự đã tạo nên một tranh cãi rất lớn trên mạng xã hội và hàng loạt tờ báo lúc này cũng đã dẫn thông tin, trong đó ghi nhận lại những phản ứng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam về việc Andrei Gusin đã đăng tải một dòng trạng thái có thể nói là rất thiếu chuyên nghiệp và có thể ảnh hưởng đến cá nhân của thủ môn Đặng Văn Lâm, ảnh hưởng đến hình ảnh của thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam trong suốt 5 năm vừa qua, trước khi Philip Nguyễn được huấn luyện viên Philip Chusse lựa chọn giao bắt chính ở đội tuyển Việt Nam. Đồng thời, Đặng Văn Lâm không tham dự Asian Cup 2023 vì gặp chấn thương. Đây thực sự là một bài học rất lớn dành cho thủ môn người Nga gốc Việt khi để người đại diện lên tiếng như vậy. Trở lại với trận đấu của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Trước đối thủ rất mạnh, đội tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên ghi được 2 bàn thắng và chỉ chịu thua 2-4 trong trận ra quân ở Asian Cup 2023 vào tối 14 tháng 1 tại Qatar. Ở lần đầu ra mắt đội tuyển Việt Nam ở giải đấu chính thức, thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn đã chơi khá tốt. Anh mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên nhưng sau đó đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc trước các chân sút của Nhật Bản. Bản thân huấn luyện viên Philip Chusse cũng dành lời khen tặng cho Philip Nguyễn. Ông nói, trận này là trận đầu tiên Philip Nguyễn ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Và tôi cảm nhận được là cậu ấy có một chút áp lực. Tuy nhiên, sau khi kết thúc trận đấu, tôi có thể nói là Philip Nguyễn đã có màn trình diễn tốt. Cậu ấy đã có khoảng 3-4 tình huống cứu thua quan trọng. Ngoài ra, cậu ấy còn đảm nhiệm tốt vai trò giúp đỡ, hỗ trợ các đồng đội cũng như kiểm soát bóng. Thế nhưng, việc Andrei Gusin, người đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm, lên tiếng như vậy thật sự đã khiến cho cộng đồng mạng bức xúc. Sau khi bài viết của Andrei Gusin được đăng tải, người hâm mộ Việt Nam lẫn giới truyền thông Việt Nam đã phản ứng. Tôi có lời khuyên là bạn nên xóa bài viết này càng sớm càng tốt. Nó không tốt cho cầu thủ mà bạn đang làm đại diện. Bạn đang làm hại anh ấy. Không ai thích bạn với cách hành xử như thế, một phóng viên viết. Nhưng người hâm mộ thì không phản ứng chừng mực như trên. Nhiều bình luận bức xúc chửi bới rất nhiều về bài viết của Andrei Gusin.
Thân chủ của ông báo đội tuyển Việt Nam phút cuối trận Iraq ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 thì không thấy ông post bài nhỉ. Đừng ghen tị vì ông là người đại diện của Đặng Văn Lâm. Bài viết của ông cũng chả tác động gì được đến quyết định của huấn luyện viên Philippe Chusse. Ai cũng thấy Nhật quá mạnh và chuyện bị thủng lưới là khó tránh khỏi. Người hâm mộ đều thấy Philippe chơi ổn và chơi chân rất tốt, chắc chắn là như thế rồi. Cháu nghe nói thủ môn Andre Ter Stegen của câu lạc bộ Barcelona cũng bị thủng lưới 4 quả trong trận giao hữu Đức thua Nhật Bản 1-4. Một bình luận viết như hàm ý thủ môn xuất sắc còn thủng lưới nhiều thì không thể chê Philippe Nguyễn. Đây không phải là lần đầu tiên người đại diện của Đặng Văn Lâm làm hại thân chủ của mình qua những bài viết gây tranh cãi. Nhưng lần này có vẻ như mọi việc đi quá xa và làm mất đoàn kết giữa chính hai thủ môn Việt Kiều này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.